150 đến 200 triệu. Chị trừ cái chỗ của Thùy Tiên ha, thì Thùy Tiên bạn là một cái ca đặc. Dì Dung gây sốc chia sẻ số thu nhập khủng của các hoa hậu, đi event 15 phút kiếm được cả 100 triệu, choáng váng nhất là các xe của Thùy Tiên. Trên sóng livestream, ông Navas, chủ tịch của Miss Grand International, từng có những chia sẻ về thu nhập mà hoa hậu Thùy Tiên kiếm được sau khi đăng quang. Theo chia sẻ của ông, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã giúp tổ chức Miss Grand International kiếm 100 triệu baht, tương đương 70 tỷ đồng chỉ vỏn vẹn sau 3 tháng đăng quang. Đáng nói, sau khi Thùy Tiên đăng quang gần 2 tháng, chủ tịch của Miss Grand cũng đã tự hào tiết lộ việc người đẹp sinh năm 1998 đã trúng hợp đồng với nhãn hàng lớn có giá trị lên đến 5 triệu baht, khoảng 3 tỷ đồng. Gần nhất sau đêm thì Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 ông Navas tiết lộ thu nhập của Thùy Tiên 2-3 triệu USD trong 2 năm nhiệm kỳ và giúp tổ chức này ký nhiều hợp đồng thương mại lớn. Trước đó, ngay sau khi đăng quang, Thùy Tiên cũng đã nhận được phần thưởng khủng dành cho tân hoa hậu. Trong đó, chiếc vương miện nhận được từ người tiền nhiệm Abena PPA với giá trị lên đến 12 đồng được đính ngọc lục bảo. Ngoài ra, số tiền của người chiến thắng là 40.000 USD tương đương 900 triệu đồng. Bạn là một cái ca đặc biệt rồi thì nó khác. Còn các á hậu thì từ vài chục triệu cho tới 100.